giang hồ tuấn tượng và những màn trốn tội. Lổ súng với đàn em. Vào ngày 17 tháng 2, tại ngõ Chè Hương trên đường Lạch Tray, Hải Phòng, xảy ra một vụ tranh chấp quyền sở hữu căn nhà giữa hai nhóm giang hồ. Người dân đất cảng lại một phen hoảng hồn vì sự manh động của những tay giang hồ cộng cán. Cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng xác minh danh tính của những kẻ tham gia vụ hỗn chiến. Một bên là Đào Duy Tuấn, biệt danh Tuấn Tượng, 35 tuổi, ở số 45-16 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng. Một kẻ đã thành danh trong giới giang hồ từ nhiều năm trước. Bên kia là nhóm của Nguyễn Quốc Huy, biệt danh Hiếu Nhom, 23 tuổi, một gã giang hồ trẻ tuổi mới nổi. Chủ căn nhà đã cầm giấy tờ, viết giấy bán nhà để vay tiền Tuấn Tượng. Sau đó, một người bà con của Hiếu Nhom lại đứng ra mua căn nhà đó mà không giữ giấy tờ nhà. Hai phe giang hồ này đã từng nhiều lần nói chuyện phải trái nhưng bất thành. Xét cho cùng, Tuấn có phần ưu thế hơn vì có giấy tờ, thủ tục. Tuy nhiên, Hiếu tuyên bố thằng đéo nào cũng đừng hòng nhảy vào. Thấy tên đàn em mới lướt mắt địch qua mặt, sau nhiều đêm vắt óc, Tuấn Tượng quyết định một phen sống mái. Chập choạng tối hôm đó, tại tiệm cầm đồ của Hiếu ở số 85A Đình Thông, nhóm 7 người của Hiếu, trong đó có 2 nữ, sửa soạn đóng cửa tiệm để đi ăn cơm thì bất ngờ 3 chiếc xe máy chở một nhóm 5 người bịp mặt sọc tới. Nhóm liên gia do Tuấn cầm đầu đã chĩa súng hoa cải về phía Hiếu xiết cò. Hiếu kịp cúi đầu tránh. Chùm đạn ghém găm vào chiếc bể cá và bàn ghế. Ra đòn thị uy xong, nhóm liên gia liền tuốt kiếm ập tới nhắm Hiếu bổ xuống liên tiếp. Khi Hiếu Nhom ngã gục với 3 nhát chém vào đầu cùng nhiều vết thương ở tay chân, những liên gia điềm nhiên lên xe máy bỏ đi. Vụ huyết chiến ấy khiến Hiếu bị thương tích 42%, đồng thời bị mất số trong mắt những kẻ giang hồ. Uất ức, hậm hực, Hiếu trình báo công an và lái vụ việc theo hướng nhóm liên gia đánh chém, cướp đi 200 triệu đồng, hòng đẩy Tuấn Tượng thành kẻ cướp. Ngày 7 tháng 3, cơ quan điều tra Hải Phòng đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam đối với Tuấn về tội cố ý gây thương tích. Biết không thể trốn thoát, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú. Đại ca này điềm nhiên thừa nhận chính mình là tác giả vụ lổ súng chém Hiếu trọng thương để giải quyết ân oán. Nhờ đó, Tuấn Tượng số má ngày càng lẩy và lội hơn. Khi đang trong giai đoạn điều tra, gã lo lót kiếm cho mình được tấm bằng điên để ngang nhiên qua mặt cơ quan điều tra an dưỡng trong trại tâm thần. Bóc mẽ độc chiêu của trùm giang hồ. Chẳng phải khi xử Hiếu, Tuấn mới nổi danh trong giới giang hồ đất cảng. Thực chất, tên tuổi của ông trùm này đã được người trong giới biết đến từ nhiều năm trước và trở thành một tay anh chị cộng cán ở đất cảng trong mắt cơ quan điều tra. Tuấn từng có thời gian cùng hội cùng thuyền với Trường Ca Ve, từng gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng, sau đó trốn sang Anh. Những khoảng tối này trong cuộc đời của Tuấn đã và đang được cơ quan công an điều tra sớm đưa ra ánh sáng. Những ngày sống ở Anh, Tuấn trở thành một cặp bài trùng với Dũng Mo Te. Sau một thời gian sống chui lủi ở Anh mà chẳng thể làm lên trò trống gì, Tuấn về Việt Nam và quy tụ nhiều tay giang hồ máu mặt dưới trướng của y. Vụ bắn Hiếu được Tuấn Tượng thực hiện sau khi từ Anh trở về Việt Nam. Nhiều kẻ trong giới biết tiếng tăm của Tuấn từng khẳng định rằng giang hồ Tuấn bắn Hiếu ngoài mục đích thanh toán ân oán tiền bạc còn nhằm đánh dấu sự trở lại của y trên mảnh đất quê hương. Nhưng Tuấn chẳng thể ngờ
Vụ bắn hiếu của y lại bị cơ quan điều tra xác minh tung tích nhanh, dù y đã cẩn trọng cùng đồng bọn bịp mặt như Linza. Sau vụ bắn tên đàn em, Tuấn khôn ngoan ra đầu thú với hy vọng ngày về của hắn sẽ vì thế mà sớm sủa. Cơ quan công an bắt tạm giam Tuấn được khoảng 1 tháng thì vợ của y đến trình giấy chứng nhận khám bệnh tâm thần do Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng chứng thực. Sau đó, cơ quan điều tra buộc phải đưa Tuấn Tượng đi giám định và nhận kết quả Tuấn Tượng mắc bệnh tâm thần, làm giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bởi thế, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra quyết định chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Y Tâm thần Trung ương. Ngày 6 tháng 8, Tuấn được đưa đi chữa bệnh tâm thần đến thời điểm bị bắt trở lại. Quá trình đối tượng bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc, cơ quan điều tra buộc phải tạm đình chỉ điều tra vụ án. Theo Điều 13 của Bộ Luật Hình sự, đối với các đối tượng mắc bệnh thì phải chờ khi nào khỏi bệnh mới có thể tiếp tục điều tra vụ án. Trên lý thuyết, đối với bệnh tâm thần thì không thể khỏi. Quá trình Tuấn an dưỡng ở trại điên, trên địa bàn Hải Phòng vẫn xảy ra những vụ đe dọa, đòi nợ gây nhức nhối dư luận. Thậm chí có nguồn tin khẳng định từng tận mắt thấy Tuấn Tượng cùng chùm giang hồ tổ tích xuất hiện ở chốn ăn chơi. Sau hơn 1 tháng vụ án do Tuấn Tượng cầm đầu được phép điều tra trở lại, vào ngày 12 tháng 3, cơ quan điều tra Hải Phòng nhận được thông báo từ nơi đang điều trị bệnh cho Tuấn Tượng rằng bệnh tình của đối tượng này đã ổn định. Ngay sau đó, cơ quan điều tra thống nhất với Viện Kiểm sát ra lệnh tạm giam trở lại với đối tượng này từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4. Công an Hải Phòng cử gần 10 cán bộ chiến sĩ có mặt 24/24 tại Bệnh viện Pháp y Tâm thần Trung ương để giám sát Tuấn Tượng. Nằm trong trại thương điên, tay anh chị cộm cán ấy đã lờ mờ đoán biết điều gì đang chờ y, và y cố tận hưởng lốt những khoảng khắc cuộc sống vương giả bằng những bữa ăn đề huề hải sản của ngon vật lạ mà người nhà cung ứng. Tuấn Tượng bị bắt trở lại ngay tại phòng chữa bệnh của Bệnh viện Tâm thần. Y không chút phản ứng, đối phó bởi biết rằng mọi nỗ lực đều vô ích. Khi đưa được đối tượng về trại tạm giam Hải Phòng, bước đầu xét hỏi, các đối tượng đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình trong một trạng thái tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, không có dấu hiệu bệnh lý. Giờ thì Tuấn như chim ưng gãy cánh, yên phận trong trại tạm giam chờ ngày kết thúc điều tra vụ án ra hầu tòa. Một điều tra viên cho hay, tiếp xúc với Tuấn Tượng để lấy lời khai, tên này tỏ rõ thái độ hợp tác, không còn giả điên lảng tránh nữa.